khí Mỹ gửi cho Ukraine hạ tên lửa ống bắp cày của Nga. Quân đội Ukraine đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh tổ hợp tên lửa phòng không Oreda AKM của Nga bị phá hủy bằng vũ khí do Mỹ sản xuất. Trong một đoạn video được đăng tải bởi Hải quân Ukraine hôm 10 tháng 3, cảnh lượng pháo M-77 của pháo binh nước này phá hủy một tổ hợp tên lửa phòng không Oreda AKM ống bắp cày được ghi lại. Trước đó, UAV trinh sát của Ukraine đã ghi lại vị trí của tổ hợp phòng không trên trước khi gửi tọa độ cho pháo binh Ukraine khai hỏa tiêu diệt mục tiêu. Sau khi trúng đạn pháo của Ukraine, tổ hợp phòng không ống bắp cày của Nga đã phát nổ và bốc cháy dữ dội. Một số nguồn tin tiết lộ, vụ tấn công trên đã diễn ra tại khu vực Kherson ở miền nam Ukraine. Lực lượng pháo binh của Kiev đã tiêu diệt tổ hợp tên lửa phòng không Nga bằng đạn pháo dẫn đường chính xác M982 Excalibur. Đạn pháo M982 Excalibur là một trong những vũ khí dẫn đường có độ chính xác rất cao mà Mỹ viện trợ cho Ukraine. Với trang bị hệ thống định vị toàn cầu GPS, sai số của các pha tấn công từ đạn pháo Excalibur là rất nhỏ và qua đó loại vũ khí này có thể tấn công nhiều mục tiêu của đối phương một cách hiệu quả. Trong một phát biểu hồi giữa tháng 1, một sĩ quan thuộc lực lượng dân quân ly khai ở miền đông Ukraine đã gọi đạn pháo Excalibur là vũ khí nguy hiểm nhất được Washington viện trợ cho Kiev. K-33 Oreda, hay còn được biết tới biệt danh ống bắp cày, là một tổ hợp phòng không cơ động tầm ngắn của quân đội Nga, được thiết kế và chế tạo bởi các kỹ sư Liên Xô. Tổ hợp này được chính thức đưa vào hoạt động từ năm 1971. Đặt trên khung gồm của xe bọc thép có bánh lốp cấu hình 6x6, 9K33 Oreda có tầm bắn khoảng 30 km và tốc độ hành trình lên tới 80 km/h. Tốc độ lớn cùng kích thước nhỏ gọn góp phần tạo ra độ cơ động rất cao cho tổ hợp 9K33 Oreda. Ngoài ra, tổ hợp phòng không này còn có khả năng đội nước. Điều đặc biệt của 9K33 Oreda là đây là tổ hợp phòng không đầu tiên của Liên Xô được tích hợp cả radar theo dõi và bệ phóng tên lửa trên cùng một phương tiện. Với kíp chiến đấu 5 người, nhiệm vụ chính của tổ hợp phòng không này là cung cấp sự bảo vệ cho các đơn vị bộ binh và mục tiêu quân sự của Nga nhằm chống lại máy bay trực thăng, UAV cũng như máy bay phản lực ở địa cao thấp của đối phương. Cùng ngày, quân đội Ukraine cũng công bố hình ảnh về một xe bọc thép BMP-1 ISV của Nga bị tiêu diệt sau khi chúng vào lực trực diện từ tên lửa chống tăng Vostok 2 của lực lượng này. EU thừa nhận sắp cạn kiệt các biện pháp trừng phạt Nga. Quan chức đối ngoại hàng đầu EU Borrell thừa nhận liên minh không còn nhiều biện pháp có thể trừng phạt Nga, cần hỗ trợ khác ngay lập tức. Sau hơn một năm, chúng tôi đang tiến tới nước thang cuối, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh EU Joseph Borrell ngày 10 tháng 3 thừa nhận khi được hỏi về bước tiếp theo mà liên minh có thể thực hiện để đáp trả Nga mở chiến dịch nhằm vào Ukraine. Xét về phương diện trừng phạt, không còn nhiều phương án có thể thực hiện, ông Borrell thừa nhận. Ông nói, EU tăng dần cấp độ trừng phạt Nga sau hơn một năm và liên minh còn lại nhiều lựa chọn mới là chuyện lạ. Ông Borrell cho biết, EU đang tìm cách dùng tài sản Nga bị đóng băng, chi trả cho hoạt động tái thiết Ukraine. Điều này đòi hỏi chúng tôi phải nỗ lực rất nhiều, do đó các biện pháp trừng phạt và hỗ trợ quân sự chưa phải là tất cả, ông Borrell nói. Từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine hồi tháng 2 năm 2022, EU đã thông qua 10 vòng trừng phạt với Moscow và đợt trừng phạt mới nhất được đưa ra ngày 24 tháng 2 nhắm vào hàng hóa lưỡng dụng xuất khẩu từ Nga. Nga nhiều lần tuyên bố các biện pháp trừng phạt của EU nhằm vào Moscow không hiệu quả, chỉ làm gia tăng các rắc rối mà liên minh đang phải đối mặt. Tổng thống Vladimir Putin tháng 12 năm ngoái nói Nga sẽ tăng cường hợp tác thương mại với các đối tác mới, trong đó có tăng xuất khẩu khí đốt sang Trung Quốc để đối phó lệnh trừng phạt từ phương Tây. Tuy nhiên, kinh tế Nga gần đây bắt đầu cảm nhận sức nóng từ loạt lệnh trừng phạt do phương Tây áp đặt khi GDP liên tiếp giảm trong hai quý cuối năm của năm 2022. Ukraine căng mình giữ thành trì Bakhmut bất chấp tổn thất nặng nề. Các lực lượng Ukraine vẫn nỗ lực bảo vệ thành trì Bakhmut trước các cuộc tấn công của Nga, mặc dù Kiev đang gặp tổn thất nặng nề. Các binh sĩ Ukraine đang bị lực lượng Nga bao vây từ ba phía ở Bakhmut khi cả hai bên đều nỗ lực giành quyền kiểm soát thành phố này. Các cuộc giao tranh giành pháo đài ở miền đông Ukraine đã trở thành trận chiến dài hơi nhất và đẫm máu nhất kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra vào tháng 2 năm ngoái. Quân đội Ukraine tuyên bố sẽ tiếp tục giữ Bakhmut mặc dù họ phải chịu thương vong lớn mỗi ngày. Việc rút lui khỏi Bakhmut ở thời điểm hiện tại, sau khi rất nhiều binh sĩ đã thiệt mạng để giữ vùng lãnh thổ này, sẽ là một thực tế khó chấp nhận với Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định việc rút quân khỏi Bakhmut sẽ mở đường cho các lực lượng Nga tấn công các thị trấn Konstantinivka và Kramatorsk lân cận, những khu vực hiện vẫn do Ukraine kiểm soát. Trong khi đó, Tổng thư ký NATO hôm 8 tháng 3 cảnh báo Bakhmut có thể thất thủ trong vài ngày tới. Đại tướng Oleksandr Siripsky, chỉ huy lực lượng trên bộ Ukraine hôm 9 tháng 3 cho biết, quân đội Ukraine đang tìm cách ngăn lực lượng Nga bao vây Bakhmut, nhưng tình hình chiến trường vẫn rất khó khăn. Tôi hy vọng chúng tôi không phải rời đi, nhưng chúng tôi sẽ làm như vậy nếu chiến tuyến đến gần với chúng tôi.
Dmytro Jakovensko, một bác sĩ làm việc tại bệnh viện nhi ở Kramatorsk cho biết, Kramatorsk tương đối yên tĩnh trong những tuần gần đây khi các lực lượng Nga đang tập trung hỏa lực vào Bakhmut. Trong khi đó, những binh lính đang chiến đấu trên thực địa và các nhà phân tích phương Tây có nhận định khác. Số thương vong quá lớn của lực lượng Ukraine được cho là một trong những lý do khiến lãnh đạo Ukraine không sẵn sàng từ bỏ Bakhmut, nhưng đây cũng là lý do họ nên làm như vậy. Theo tôi, đó là vấn đề chính trị. Các vị trí đã sẵn sàng rút lui, lý do họ vẫn còn ở đó chủ yếu là câu chuyện chính trị. Andriy, phó chỉ huy của Ukraine ở Donetsk và dẫn dắt một tiểu đoàn chiến đấu ở Bakhmut nói. Vào tuần thứ 2 của tháng 2, hình ảnh những cây cầu bị nổ tung ở Bakhmut, khu vực thuộc lãnh thổ do Ukraine kiểm soát bắt đầu xuất hiện. Điều này cho thấy Kiev đang chuẩn bị rút lui khỏi thành phố này. Các nhà phân tích quân sự cho rằng vị trí phù hợp cho phòng tuyến mới của Ukraine vẫn sẽ cách các thị trấn lân cận một khoảng cách nhất định. Điều này đồng nghĩa với việc các binh sĩ Ukraine sẽ không phải đối mặt với các cuộc tấn công từ ba phía cùng một lúc. Mặc dù không rõ chính xác có bao nhiêu quân của lực lượng Ukraine đã thiệt mạng tại Bakhmut, nhưng tình hình chiến sự được các binh lính Ukraine mô tả là rất thảm khốc. Volodymyr Nazarenko, một chỉ huy của lực lượng Ukraine ở Bakhmut, thậm chí còn ví khu vực này như địa ngục. Volodymyr đã bác bỏ ý tưởng rút lui khỏi Bakhmut, mô tả điều đó là vô đạo đức vì Ukraine đã mất quá nhiều người trong trận chiến cho đến nay. Ukraine hôm 7 tháng 3 cho biết khoảng 4.000 dân thường đã thiệt mạng ở Bakhmut trong các cuộc giao tranh vừa qua. Theo giám đốc an ninh quốc gia Ukraine, Oleksiy Danilov, cứ 7 người Nga thì có một người Ukraine thiệt mạng. Hiện không thể xác minh con số của ông Danilov, nhưng điều đó chỉ ra rằng tổn thất của Ukraine cũng không nhỏ, vào khoảng 100 đến 200 người mỗi ngày. Điều kiện thời tiết lầy lội và trận địa đô thị đã hạn chế việc sử dụng các thiết bị hạng nặng của cả hai bên. Thay vào đó, đây là một trận chiến tiêu hao của cả bộ binh và pháo binh, với việc Nga đổ quân ồ ạt vào các vị trí của Ukraine và mỗi lần giao tranh chỉ chiếm được vài mét lãnh thổ. Bộ Quốc phòng Anh cảnh báo thành phố Bakhmut đang chịu sức ép ngày càng nghiêm trọng, đồng thời cho biết các tuyến đường tiếp tế của Ukraine ra khỏi thành phố ngày càng hạn chế. Trong chuyến thăm bất ngờ của Tổng thống Zelensky tới Bakhmut vào đầu tháng 2, ông đã tuyên bố khu vực này là pháo đài Bakhmut. Tuy nhiên, những tổn thất đáng kể của Ukraine ở Bakhmut khiến một số người mô tả đó là một sai lầm chiến lược có thể làm tiêu tan hy vọng của Ukraine về việc phát động một cuộc phản công thành công vào mùa xuân. Ukraine đang chờ các lô hàng thiết bị, đạn dược do phương Tây cung cấp cũng như các binh sĩ do phương Tây đào tạo. Các khí tài này dự kiến được giao vào đầu tháng 4. Gần 1/3 quân đội Ukraine sẽ có trang thiết bị tiêu chuẩn của NATO khi các lô hàng này được chuyển đến, trong khi phần lớn vẫn là thiết bị từ thời Liên Xô. Ukraine tập trung quân ở miền Nam, chuẩn bị phản công lớn. Nhà chức trách thân Nga cho biết quân đội Ukraine đang tập trung 40.000 binh sĩ tại khu vực miền Nam nước này. Trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn TASS hôm 9 tháng 3, ông Yevgeny Balitsky, quyền thống đốc chính quyền thân Nga tại vùng Lykhai Zaporizhia ở miền Nam Ukraine cho biết, một lực lượng đông đảo quân chính quy của Ukraine đã được ghi nhận tại khu vực này. Cụ thể, 40.000 binh sĩ Ukraine đã được nhìn thấy tại khu vực Rysiv thuộc quận Sinekikovo ở tỉnh Dnipropetrovsk. Khu vực này chỉ cách Nelitopol, một trong những thành phố mục tiêu cho chiến dịch phản công của quân đội Ukraine, khoảng 190 km. Sự xuất hiện của lực lượng đông đảo binh sĩ Ukraine tại khu vực miền Nam làm dấy lên câu hỏi về một cuộc phản công lớn có thể được Kiev tiến hành trong thời gian tới. Từ nhiều tháng nay, quân đội Ukraine được cho là đã chuẩn bị cho chiến dịch phản công giành lại lãnh thổ sau khi mùa đông qua đi. Hồi cuối tháng 12 năm ngoái, bà Natalia Homenuk, người phát ngôn Bộ Tư lệnh tác chiến phía Nam Ukraine khẳng định, lực lượng này đang tích cực chuẩn bị để có thể giáng những đòn sấm sét vào phòng tuyến của Nga trong thời gian tới. Để đối phó, từ đầu năm 2023, quân đội Nga đã đào thêm chiến hào và xây dựng nhiều công sự chiến đấu nhằm bảo vệ thành phố Melitopol. Trang Defense Express tiết lộ hệ thống giao thông hào và chướng ngại vật xe đặc được dựng lên tại khu vực Tomak cùng các hàng Kharkov và Ochetsvet, nơi cách tiền tuyến giao tranh khoảng 30 km. Ảnh vệ tinh ghi nhận các máy công trình và thiết bị công binh của Nga đã được điều động đến khu vực này từ giữa tháng 1 và công việc đầu tiên của lực lượng này là xây dựng các ụ chống tăng. Một số tuyến phòng thủ giang rồng cũng đã được ghi nhận. Tại một cửa ngõ khác là Khe Sơn, tuyến phòng thủ thả ngạn sông Dnipro của Nga cũng được gia cố với nhiều đơn vị có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, cùng với đó là các trang thiết bị quân sự hạng nặng. Một số đoàn tàu bọc thép chở theo vũ khí và binh sĩ Nga cũng đã được nhìn thấy tại khu vực Zaporizhia trong thời gian qua. Sự xuất hiện của các đoàn tàu này cho thấy quân đội Nga đang làm tất cả những gì có thể để đảm bảo nguồn cung ứng hậu cần cho tất cả phòng tuyến ở miền Nam. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng việc Ukraine tập trung 40.000 quân ở miền Nam có thể chỉ là một đòn nghi binh nhằm buộc Nga phân tán lực lượng, qua đó giảm sức ép đến những chảo lửa ở miền đông như Bakhmut hay Vuhleda. Chiến dịch phản công của Ukraine được cho là chưa thể bắt đầu do các binh sĩ nước này vẫn đang trong quá trình huấn luyện sử dụng vũ khí hạng nặng, đặc biệt là xe tăng chiến đấu chủ lực do phương Tây viện trợ. Bộ Quốc phòng Ukraine hiện chưa lên tiếng bình luận về những thông tin trên. Ukraine tuyên bố cầm chân lực lượng tốt nhất của Nga tại Bakhmut.
Cố vấn Tổng thống Ukraine tuyên bố, quân đội nước này đang cầm chừng các đơn vị tốt nhất của Nga ở thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk. Nga đã thay đổi chiến thuật, họ điều về Bakhmut phần lớn quân nhân vừa qua huấn luyện, phần còn lại của các đơn vị chuyên nghiệp cũng như thành viên lực lượng quân sự tư nhân. Cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak cho biết trong cuộc phỏng vấn được tờ La Stampa của Italy đăng ngày 10 tháng 3. Ông Podolyak nói Ukraine đặt mục tiêu giảm càng nhân sự có năng lực chiến đấu của Nga càng tốt, cũng như cầm chân đối phương trong một số trận giao tranh kéo dài nhất định để phá vỡ đà tấn công trong lúc tập trung nguồn lực ở nơi khác cho đợt phản công mùa xuân. Do đó, Bakhmut đang tỏ ra hiệu quả, thậm chí còn vượt xa các nhiệm vụ trọng tâm ban đầu. Ông Podolyak nhận định về nỗ lực phòng thủ của lực lượng Ukraine ở thành phố thuộc tỉnh Donetsk. Nga chưa bình luận về thông tin của phía Ukraine. Bình luận được ông Podolyak đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng các tướng lĩnh cao cấp tuyên bố tăng viện cho lực lượng ở Bakhmut thay vì rút về vị trí phía tây thành phố. Những trận đánh khốc liệt dưới chiến hào tại Bakhmut được nhận định gây ra tổn thất to lớn cho các bên tham chiến. Tuy nhiên, giới chuyên gia phương Tây cho rằng Ukraine ở lại phòng thủ Bakhmut thay vì rút lui có thể là dấu hiệu cho thấy Nga tổn thất nhiều hơn đối phương. Lực lượng Nga gần đây kiểm soát thêm nhiều khu vực ở phía đông, nam và bắc Bakhmut đang khép dần gọng kìm quanh thành phố sau nhiều tuần giao tranh dữ dội. Bakhmut được coi là đầu mối giao thông quan trọng tiếp tế cho lực lượng của Ukraine tại vùng Donbas. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nhận định kiểm soát Bakhmut sẽ tạo ra lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ của Ukraine, giúp lực lượng Nga tiến xa hơn. Sau khi giành được một số thắng lợi trong các đợt phản công chớp nhoáng vào tháng 8 đến tháng 10 năm ngoái, lực lượng Ukraine chủ yếu ở thế phòng thủ từ giữa cuối năm ngoái. Các đợt tiến công của lực lượng Nga hầu như không đạt kết quả đáng kể, ngoại trừ Bakhmut.